Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hôm nay thì ở nhà làm tàu đây các bạn, thì mới vừa xong một chiếc xà lan mô hình cho công ty đóng tàu Trấn Hưng. Đây là mẫu xà lan mini ha, mẫu này thì tầm khoảng là 200 tấn mình thu nhỏ lại các bạn. Mọi người cùng xem này. Cái này không phải là mẫu xà lan lớn ha, cái chiếc này thì mẫu xà lan nhỏ, thúc hầm lái, thúc hầm mũi, nhường hết tất cả vị trí cho hầm hàng. Dưới là cái quầy be chắn sóng rất là cao, đôn lên để mà cho nó đủ tải khi mà chở lúa các bạn. Bởi vì thì các bạn dòm cái quán nó khác hơn là những cái chiếc xà lan lớn. Cái chiếc này thì dài 1m6, cái chiều ngang của nó hình như là 35 hả, 35 hả, là 37 gì đó. Còn chiều cao thì 10cm ha. Mình mới vừa hoàn thiện luôn. Nói chung là chiếc này thì nó chỉ mới là 99% thôi, nhưng mà hôm nay ở nhà rảnh bởi vậy là quay cho tất cả mọi người cùng xem ha. Rồi mình mới hoàn thiện thêm những cái phần khu vực ở phía sau. Cái này thì cái cabin ở trên này còn thêm một cái cabin dù nằm trên, nhưng mà mình chưa làm kịp, cái đó chắc ngày mai mới làm đó. Cho mọi người cùng xem cái quán chiếc xà lan nhỏ đây, xà lan mini mô hình đó, mô hình hóa tại Hoàng Thanh ha. Này mình treo độ máy bay, tại vì chế độ này nó ấy quá, nó nhẹ quá, bởi vì là nó không có nó bị dành dảnh lên các bạn. Chiếc này thì còn trang trí rất là nhiều đèn, rồi thêm một cái nữa là hoa lăng, rồi ổ gao số như này, rồi dây cộ này kia nọ ha. Cái cửa ngay chỗ này á, là cái cửa này là mình làm cửa lùa, tại vì đây là cái mẫu xà lan mini, bởi vì là cái đường đi nó rất là hẹp. Mọi người cùng xem nè. Đó, cái đường đi nó rất là nhỏ, bởi vì là mình mở cửa, cái nếu mà làm cửa mở thì không có đủ không gian vị trí để mà nó đánh cái dòng kim ba. Bởi vì thì ngay chỗ này là thiết kế là cửa lùa, bởi vì mình gắn vô đây luôn, nếu muốn lùa ra sao. Còn phía mà sau lái đây. Đó, cửa toilet nằm đây, và bên đây là cái nhà bếp. Cái mẫu cabin này thì mình làm giống như là mẫu xà lan lớn ha. Nhưng mà cái vỏ thì cái vỏ của xà lan một vách một đáy hàng khô. Bên trong nè, bên trong là chưa có sơn xong nữa các bạn. Cái này là một vách một đáy ha. Không biết là anh em nào có coi hạ thủy xà lan mà Trấn Hưng đó, dòm dòm hoài là chắc cũng nhìn cũng ra. Mà có cái chiếc này thì cái màu sơn nó chưa được giống lắm. Đây mọi người nè, đó, mình để cái góc cam ở trên cái khu vực lái cho người cùng xem nè. Dàn vào phía trong mũi nè. Khi mà xà lan mini, xà lan chở hàng khô thì đa số là người ta sẽ nhường hết tất cả vị trí cho hầm hàng, hầm mũi thúc lại luôn nè, hầm mũi thúc, hầm lái thúc. Hầm lái thì chủ chỉ vừa đủ để mà cái khoảng trống để mà đặt cái máy thôi, còn hầm mũi thì vừa đủ bên cái bên đăng mục đăng kiểm thôi các bạn, chứ không để cho quá dài ha. Nếu mà dài quá thì chở hàng bị cao cơ, rồi mình đi cua quẹo, nhiều khi là đánh cua nó cao quá các bạn. Ví dụ giống như là mình đi cái hầm hàng nó dài như thế này thì mình chở lúa là nó tầm khoảng lên tới nóc mua như thế này là nó sẽ đầy tàu khẩm mực nước lên tới đá nửa lương. Nhưng mà mình thúc hầm lại cho nó cân đối thì mình chở nó lên tới trên này. Đó, khi mà nó lên tới trên này thì chiều ngang với chiều cao nó không đủ cân xứng thì mình đánh cua này kia nọ là nó nghiêng tàu, lắc tàu gì nè các bạn, nó chao đảo rồi nó bị sạc hàng, nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy là người ta thúc hầm hàng lại để mà nhường vị trí cho nó ha. Ở lòng thúc hầm mũi em lái. Chiếc này là mình mới vừa xong luôn nè, cái tay mình còn dính nước sơn nè. Thậm chí là cái con mắt mình chưa khai nhãn xong luôn các bạn. Nhưng mà sợ tối quá quay cho mọi người xem không kịp mẹ, dòm cái con mắt nó tiếu lâm thì chứ. Nhìn cái con mắt tấu hài nè các bạn. Đó. Đây giờ đi ra mặt tiền cho người cùng xem ha. Đây cầm mắt tấu hài đây. Thì tại vì là nó chưa có khô các bạn, bởi vì là mình chưa có khai nhãn được. Cái này chắc cỡ sáng mai bắt đầu mình mới khai nhãn rồi mình mới đi ấy. Nhưng mà nhiều khi là mình sợ là sáng mai mình đi công chuyện, bây giờ không có quay cho người coi được á đó. Đó, nên là mình quay luôn, gửi cho người xem trước đi. Thì chiếc này nó cũng đơn giản, chiếc này là mô hình trưng bày ha, chứ không có đặt máy chạy các bạn. Đây là cái lồng kiến nè, cái lồng kiến với cái đế của nó thì mình đã làm sẵn hết trơn rồi. Đợi trang trí đầy đủ xong xuôi là mình sẽ bỏ vô trong đó và giao cho khách hàng thôi. Với bây giờ thì nói chung mình cũng bận quá các bạn ơi, bởi vì thì
tạm thời là ngưng lãnh hàng ha. Chứ làm muốn hết nổi à, cái chiếc ghe lai của mình tới giờ nó chưa gọi nữa nè. Nói chung là tại vì mình cũng sắp có hỷ sự các bạn. Bởi vậy thì nó hơi bận thời gian nên bữa giờ mấy anh em hay hỏi là cái chiếc ghe lai sao rồi anh hoài, nhưng mà mình bận quá trời mình làm không kịp luôn á. Bởi vì nó chưa có hoàn thành nha anh em ơi. Đợi từ từ ha. Ở đây là phía trên bon mũi đây. Cái mũi rất là nở ha các bạn. Mình đi cái mũi cái dai rất là nở, tại vì khi mà thúc hầm rồi cái dai rất là nở, nhưng mà mình không có cho cái bụng nó phì. Nó không có cho cái bụng nó phì, bởi vậy khi mà mọi người dòm cái góc xéo nè, cái mũi tuy là cái mũi nở nhưng mà cái gò má của nó thì nó đi rất là vừa. Đây nó không có nó bị phì ra, nếu mà phì ra dòm cái mặt nó kỳ lắm, dòm cái mặt nó giống như bị gãy to như dòm nó xấu quá à. Đó bây giờ là mình đi cho nó vừa phải luôn ha. Tuy là mũi nở nè, mũi nở chằng dằn luôn nè. Đó nguyên cái mặt nè các bạn coi nè. Mặt chữ điền luôn ha. À, nhưng mà cái gò má thì mình sẽ không cho nó phì ra dừa. Cái này là đúng chuẩn dừa luôn nè. Xà lan lớn giờ người ta cũng đóng vậy. Hoặc là cho nó bằng luôn, chứ mình không cho nó phì ra quá nhiều. Chiếc này mini nên bởi vì nó cái dòm cũng đơn giản. Mọi người coi dòm cái da mũi nó nè. Má ơi thiệt luôn á. Cái da giống như cái da của Lực Dương nha các bạn. Khủng khiếp thiệt chứ. Đa số những cái đồ trang trí ở trên này thì mình làm giả thôi, làm bằng nhựa với bằng phơm thôi, chứ không có làm bằng inox. Đây mấy này là đồ mô hình là bỏ vô tủ kiến chân rồi. Này là mô hình trưng bày. Còn đây là cái quầy bay hàm hàng đây. Đó. Thì cái quầy bay hầm hàng này mọi người cùng xem mà xem xà lan mà Hạ Thủy bên Trấn Hưng hoài mọi người cũng thấy ha, cái đường đi rất là nhỏ để mà tắn cái dốc hầm hàng cho đi ra ngoài nữa. Đa số là sẽ đi ở trên cái quầy bay hầm hàng chứ không có đi dưới đường bon. Chiếc này thì cái hầm hàng mình ốp hộp cho nó luôn ha, nó ốp hộp luôn để mình giải. Nó ốp hộp vô như thế này á, thì mình đi lau dọn với cộng thêm một cái nữa là mình chở quá tải á, nó không có bị dơ nhiều. Chứ nếu mà mình không ốp hộp đây mình đưa xương ra thì mình chở quá tải, nhiều khi sóng đánh lâu ngày ngay chỗ này nè. Nguyên cái đường xương ở chỗ này nè. Nó vàng khè kiểu như nó đóng nước phèn á. Thì cái công việc mà mình chà rửa, mình chà sơn lại thì nó rất là cực các bạn. Ngay chỗ này thì không có ngồi được. Bởi vì rất là cực cái phần đó. Nè nó sẽ lòi xương ra như thế này nếu mà mình không ốp hộp ha. Đó bây giờ là mình ốp hộp luôn, giờ nó rất là liền lạc. Cái này là trà là các bạn chỉ cần lấy sữa bông xuống là ngồi đu chế phao cái là trà cái là sạch luôn. Tí xà lan mini mà nãy giờ diễn tả như xà lan thiệt chứ các bạn. Còn này là cái cabin ha, cabin này thì cabin dứ ở trên cái có cái cabin dù ở trên để mà mình đi qua cầu qua kỳ, nhiều khi là nó cản trở đó thì mình sập cái cabin dù xuống các bạn. Đây xà lan mini đa số thì mình sẽ chui cầu thấp vô trong kinh nhỏ để mà lấy lúa ha. Còn nếu mà bị dướng cái cabin này quá thì mình nắm như này các bạn, nhóm mình dở mình bỏ xuống dưới hầm hàng rồi bắt đầu cái mình chạy qua. Không rất là gọn, nói chung là mình thiết kế chứ các bạn. Nó tào lao thì rồi bỏ lên các bạn ơi. Đây thì cho mọi người cùng xem cái dách số 0 ha. Đây cái dách số 0 thì nó không có bá bóp vô và cái góc bo của nó cũng nhỏ hơn những cái chiếc xà lan lớn. Đây là cái mẫu xà lan mini, bởi vì thì cái dách số 0 ngoài sau nó sẽ không bóp, để mà nếu mà bóp quá thì cái đường đi của mình nó sẽ bị hạn chế các bạn khi mà đi ra phía đằng sau. Bởi vì thì chỉ là nhích nhẹ vô một tí xíu thôi để cho nó có một cái đường cong mỹ miều nhỏ nhỏ thôi các bạn. Còn đây là phía chân vịt la ký đây và cái phần lường ở dưới này. À, người cùng xem đây phần lường. Đây là phần chân vịt. Chân vịt thì mình sơn luôn cái màu đỏ luôn ha. Và bánh lái, nói chung là mấy phần đó thì mình đã cố định luôn rồi các bạn ơi, để cho nó chết cố định luôn rồi. Tại vì cái này là mô hình trưng bày mà đâu có hoạt động đâu. Con độn nè. Ở ngoài sau này sẽ còn cái sàn nước nữa. Còn sàn nước để mà mình đi ra ngoài sau để mình sinh hoạt ngoài sau nữa các bạn.
nhức gân ha. Bữa giờ thì anh em hay hỏi mình á, là cái chiếc Airline nó tới đâu rồi, thì bây giờ thôi mình cũng nhá hàng nhẹ cho anh em xem luôn ha, để cho anh em nào xem rồi đang đợi nó thì cứ tiếp tục đợi, còn anh em nào chưa xem thì mình xem cho biết luôn nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ khui màn ra cho người cùng xem cái đó. Mình giờ thì mình đang chùm mền đó rồi, nói chung là nó lên rất là đẹp rồi các bạn ơi, nhưng mà tại vì bữa giờ mình bận quá mình không có đủ thời gian để mà quay cho các bạn coi. Giờ nó chỉ còn là một tí xíu nữa thôi là rồi đó, nhưng mà không có thời gian để làm luôn. Giờ mình sẽ nhá hàng ha. Đó trời ơi trời này, các bạn coi nè, thì không biết là mọi người cho cái con này bao nhiêu điểm ha, thì mọi người nhớ bấm like cho mình ha, nếu mà thích cái sản phẩm này của mình làm. Cái chiếc này là mình đóng từ 2017 tới bây giờ, thì anh em nào mà có đam mê và fan của nó là biết rồi. Từ lúc mà nó thành như một chiếc xà lan rồi, giờ mình cắt mũi đổi thành gia lai luôn các bạn, thì mình mới cắt mũi đổi gia lai ở khoảng thời gian gần đây thôi. Chiếc này là dài 3m6, ngang 62, cao 27, chở được 3 người ha. Hồi lúc là nó chở cát, bây giờ mình lên nắp hầm chở hàng khô. Đó mọi người cùng xem này. Chắc là cái hình ảnh này là bữa giờ thì mọi người cũng chưa thấy ha, tại vì bữa giờ mình cũng đâu quay nó đâu, nên bây giờ mới quay trở lại cho người cùng xem nè, sơ sơ thôi. Đó chân vịt của nó là 5 cánh ha, tài thỏ đi chậm xuống các bạn, đi ra cái chân vịt của cái chiếc tàu 32 tỷ của Mekong luôn á. Tất cả mọi thứ thì mình đang chuẩn bị cho nó rất là đầy đủ, tại vì chiếc này mình làm rất là tâm huyết ha. Làm dưới thêm cái nữa là có mình ơn mình làm bạn, dưới thêm cái nữa là khi mà lên trang trí rồi nó cần cái độ tỉ mỉ cao, bởi vì thì rất là cực, bởi vì là nó lâu rồi, lâu vậy đó, nên mọi người cũng thông cảm cho mình ha. Đây ví dụ như lại này đó, mọi người cùng xem nè, cái chế độ của nó là mình phải ngồi mình sơn từ từ vòng tròn như thế này nè, từ trước ra sau gần 60 trái hai bên đó, bởi vì thì nó rất là lâu với mấy cái phần như vậy nè. Còn cái biển số của nó nè, anh em nào chạy dưới sông gặp thì nhớ hú ngay bóp kèn dội dội đồ vô. Đồng Tháp 3 số 5 có cổng thêm 2 con ngựa nữa các bạn. Có máy lạnh luôn ha, nhưng mà chưa có điện để xài. Nó lên được nhiêu đó rồi đó. Giờ chỉ còn cái cabin trước, tờ neo và cái bộ máy của nó, bộ máy nó thì khỏi nói là nó đau đầu dữ lắm. Để từ từ mình tính tới. Đó, nó lên được nhiều đó các bạn. À, mặt tiền nè. Bữa giờ chùm mền không á, mình sợ bụi nó bay vô á. Sợ bụi nó bay vô nó bám vô giờ. Cưng như trứng vậy. Đây giờ kéo nó hầm ra cho người cùng xem luôn ha. Đó bên trong nè. Bây giờ mình sơ sơ thì nói chung là mọi người cũng thấy được rồi đó. Ôi ôi. Thế lâu lâu mình về nhà là mình dở nó ra, mà mình giờ mà mình còn ghiền luôn đó các bạn. Cứ để như vậy hoài, ngắm hoài vậy nè. Bà mẹ nó mới xây cái phòng tối rồi mới vô ngủ luôn chứ. Giờ mình còn nôn nó chạy hơn các bạn nữa, mà tại vì vấn đề là mình quá chờ bận công chuyện rồi. Cho nó chạy thử coi như thế nào ha. Chiếc này bỏ xuống thì chạy chắc không nhanh đâu các bạn ơi, tại vì cái xác nó quá bự, mà đặt hai cái máy thì như cái N14 vậy. Xà lan 6.000 mà đặt máy N14 chạy thì các bạn biết sẵn rồi. Với cái tốc độ là 60 phút trên giờ. Rồi giờ thì tạm thời để nó qua bên ha. Đó, giờ tiếp tục với cái sản phẩm của mình mới vừa ra mắt. Ồ thế giờ chứ đó, với chiếc này cái khác trời giật liền ha. Chiếc này bỏ lên nắp hầm chiếc kia à, chắc vậy quá, để mình bưng thử coi. Dạ, bưng sao gớt cái cabin luôn, mẹ ăn hành luôn quá.
Chiếc này chắc bỏ độc lòng chiếc kia. Này có mét 6 rồi. Hơi hám gì đâu các bạn ơi. Xà lan mẹ cổng xà lan con luôn nè. Chuẩn bị dao mà gớt một cái thì rồi luôn đó. Lòi mẹ lòi con luôn. Đầu. Đầu nhức nách ra chứ. Đó. Đầu. Bự quải đạn. Đầu. Đây các bạn ơi, xà lan 6.000 với xà lan 200 tấn ha. Ồ ồ. Còn bỏ xa lắm bạn ơi. Quá dữ. Thế đóng mấy chiếc bự quen rồi, đóng lại mấy chiếc nhỏ giờ nó tiếu lắm các bạn. Giờ nó có chút ép à. Mà tức con cái mắt để vậy giờ nó xấu quá, giờ mới ra bị sờ mâu vậy. Đây bây giờ cho lớn để lên trên nắp mùi luôn nè. Trời. Các bạn coi ha, cái chiếc trên nó rất là nhỏ luôn các bạn, nhỏ xíu xíu à. Nó 1m6 mà nó chưa được nửa tàu nữa kìa. Các bạn coi ha, nó chưa được phân nửa ngay chỗ mặt cơi của chiếc gây lai của mình đó. Cái mũi nó còn nằm tuốt ở cái nằm cái hầm hàng thứ hai ở trong này mà. Cái cabin của chiếc tàu bự của mình không là nửa tàu của thằng này rồi nè. Nửa tàu của chiếc nhỏ rồi. Còn cái chiều ngang nè. Không có hơ hám gì hết trơn các bạn ơi. Rồi thôi thì nói chung cập nhật tình hình đến đây cho người cùng xem thôi ha. Chắc có lẽ là video của mình cũng xin tạm dừng tại đây, tại vì không có gì đặc biệt gì hấp dẫn nữa cho các bạn. Thì hẹn các bạn clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.